Dạ. Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng ạ. Thì anh chị chúng ta có thể theo dõi ở trên cái quy trình số 10 này ạ. Và đối với cái chứng từ nghiệp vụ liên quan tới rút tiền và nộp tiền này thì ở đây chúng ta sẽ ưu tiên chứng từ chính. Trong trường hợp chúng ta rút tiền về nhập quỹ tiền mặt thì mình sẽ ưu tiên chứng từ chính ở đây sẽ là phiếu thu tiền mặt. Còn trong trường hợp mà chúng ta nộp tiền vào trong cái tài khoản tiền gửi ngân hàng thì mình sẽ ưu tiên chứng từ chính sẽ là phiếu chi ạ. Và ở đây thì anh chị chúng ta chỉ cần làm một chứng từ duy nhất thôi ạ. Thì ở trên cái sổ quỹ tiền mặt cũng như là sổ tiền gửi ngân hàng của anh chị nó sẽ tự động nhảy ra hai bút toán ạ. Rồi, ở đây thì anh chị có thể theo dõi trên màn hình ạ. Em sẽ thực hiện hai cái nhiệm vụ này trên phần mềm ạ. Đầu tiên sẽ là bút toán chúng ta rút tiền gửi ngân hàng về để nhập quỹ tiền mặt ạ. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì chúng ta sẽ chọn là phiếu thu tiền mặt ạ. Rồi ạ, tương ứng đối với phần loại nghiệp vụ ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn nghiệp vụ số 3. Đó chính là mình rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt. Nguồn kinh phí thì chúng ta sẽ lựa chọn nguồn kinh phí phù hợp thôi ạ. Và ở đây có thêm một cái trường thông tin bắt buộc nữa. Đó chính là cái tài khoản mà chúng ta rút tiền gửi về nhập quỹ ạ. Mình rút từ tài khoản nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái tài khoản đó ạ. Vậy còn nhiệm vụ ngược lại, chúng ta nộp tiền vào tài khoản tiền gửi. Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi, ở đây chứng từ chính sẽ là phiếu chi ạ. Và tương tự với cái bút toán mà chúng ta rút tiền về nhập quỹ thì ở cái bút toán nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng này ở cái phần loại nghiệp vụ chúng ta cũng lựa chọn nghiệp vụ số 3 là nộp tiền vào trong cái tài khoản tiền gửi ạ. Đó, lựa chọn nguồn kinh phí và tài khoản tương ứng. Như vậy là xong ạ. Đó là về các cái bút toán liên quan tới rút tiền và nộp tiền.